Rồi, mến chào quý cô chú anh chị các bạn trên kênh Chung Tình TV. Rồi mình đây hôm nay mình quay lại video là mình quay cái đó là dẫn mấy đứa con đi bơi quý vị ơi. Bơi tại khách sạn Ba Bông Sen nha, thành phố Vị Thanh nha. Đây nó có cái hồ bơi anh em ơi. Rồi ở đây hướng về chợ nha, trung tâm thành phố nha. Tại vì mình thì cũng miền sông nước anh em ơi. Nhưng mà nước bây giờ nó người ta làm ruộng làm gãy rồi kia, nó nước dưới sông nó dơ quá, mình không có cho các con lội nha quý vị. Nước giờ ô nhiễm quá, mình không cũng không được sạch không. Bây giờ mình vô hồ bơi, dẫn cho cháu vô hồ bơi bơi cho nó quê quý vị. Bây giờ miền sông nước bây giờ nó con đi đây đó nguy hiểm quá, khi đi đó, đây đó chưa biết lội mình không an tâm nha. Rồi cảnh này cảnh khách sạn nha, khách sạn Bông Sen nè, cũng có nhà hàng đãi tiệc ngay luôn anh em ơi. Rồi ở đây mình đi vòng sau lưng này nè, là có cái hồ bơi nha. Rồi bây giờ mình cũng chở hai đứa con mình đi tập bơi cho nó nhường nhuyễn, cho nó cho con cha với đứa con mình đi chơi đây đó là mình bớt lo một chút. Rồi let's go. Vì theo chân mình nha, giờ vô hồ bơi mình quay cho các cháu bơi sao nha. Hồ bơi sao mà các cháu lội như thế nào nha. Rồi quay chia sẻ lên cho quý vị xem nha. Rồi ta cho này, tới hồ bơi này anh em ơi. Rồi bữa nay các chiều khoảng 4 giờ rưỡi rồi này, nó bơi cũng đông rồi. Tại vì anh em ở trong thành phố không có điều kiện tập bơi rồi vô đây cho con cháu, cho cháu nó bơi tập bơi lội rồi anh em ơi. Trang ơi, chế vậy vô mua đi. Hai dĩa 50. Trang có tiền chú lội thoải mái phải không, lội chừng nào đã lên phải không? Rồi. Hả? Uống gì uống đi rồi xuống lại, uống gì mua đi. Bữa nay lội đông dữ ha. Ngày nào cũng vậy vậy hay là cuối tuần mới có được đông. Ăn nước đây. Hôm nay lội đông quá anh em ơi. Hay dẫn cho cháu bước lội cho nó nhường nhuyễn mà được mình. Quá đông rồi. Ở đây quán cũng có phục vụ nước uống anh em ơi, nó còn đi mua nước rồi xuống nha. Nước chai gì đó, chai thôi lát mua uống thêm. Nói chai hai đứa uống đủ uống rồi lát uống thêm để ngồi đó dư để ngoài luôn á hả. Để uống cái này hồi lát khác uống tiếp. Rồi xuống rồi, xuống cha quay một vòng rồi xuống nha, xuống đường nào? Xuống đường này nè. Xuống đường này đó hả? Rồi, rồi. Rồi cái này cái hồ bên bé là. Ô trời mưa rồi hả? Trời mưa rồi. Rồi đây bỏ vô cặp đi cha. Ôi trời mưa anh em ơi. Mưa là cũng mưa. Wow, mưa rồi. Quán này cũng có phục vụ ăn uống luôn anh em ơi, ai xuống bơi thì bơi ha. Còn với cha mẹ ở trên ngồi đợi. Có bán chả cá nữa hả, đây ai bán vậy? Phục vụ ăn uống đầy đủ ha. Rồi chiều mưa anh em ơi. Rồi bé là cả 10 mấy tuổi à, bơi lội nhiều không anh em ơi, này chứ à mấy 10 mấy tuổi tập lội.
hai đứa con mình lớn rồi nhưng mà không có điều kiện để tập lội anh em ơi, tại vì nó cũng bơi ở bên chập chững chơi rồi, nhưng mà bây giờ để bơi tiếp đang cho nó bơi nhuần nhuyễn hơn nha. Rồi xuống lội luôn đi Tình, rồi xuống luôn đi. Rồi uống nước chút xuống lội anh em ơi. Này uống đi, uống hết đi hả lội, uống hết đi, uống hết chút, uống hết đi. Hả? Đưa cho em uống hết đi. Cái nón nãy có úp xuống không? Cá cho sâu rồi, bên sâu rồi lội. Qua đó đi Tình. Cô có cho thuê áo phao nữa đó cô. Người nào chưa biết lội mặc áo phao vô ha. À. Lỡ gần trước đi rồi, lỡ xa. Ê, hai đứa con mình à, gì lỡ chập chững à. Lỡ chưa có được xa không? Không, à, thả lỏng nổi lên đó Tình. Mệt rồi thả lỏng nổi lên. Ba con khoan rồi Vĩnh. Tập đây mới đầu lần lần rồi lội xa rồi. Mua cái đi. À thôi nó mua pháo rồi ta tập lỗi gì? Đu không rồi cách quá vậy. Chưa lội được sao nhé nhóc. Nhiêu tuổi rồi? Ê nhiêu tuổi rồi? Con 12 tuổi hả? Nhỏ hơn con nhỏ chứ Tình mà. Lại con thang kìa Tình. Tình. Lỡ con phan kìa. Lỡ con thang kìa, lội lại tới đằng nẵng rồi mình lội lại tập lội rồi mới đầu lội gần rồi từ lội xa. Ừ, lội tới. Được mà. Quá. Ô. Quá chào. Mày không phát cái con vô luôn á. Vô ê mà tập lội lâu chưa? Tập lâu chưa? Mới tập 2 lần hả? Chưa dám mở phao à hả? Chống cạn mà đây sao? À có đỡ xuống có người lớn có đỡ cái bơi lột phao biết lội chứ lội mau phao hoài sao mau biết lội? Cũng phải tập bơi chứ đi chơi không kìa. Cái nào người lớn á theo đảo á hả quét hay là quay thôi quay qua đưa lên YouTube cho kênh Trung Tình TV á rồi đó là anh kênh Trung Tình TV Trung Tình TV xem. Ủa? Kênh Trung Tình TV hả? Ừ. Rồi lỗi ơi quay ra ừ lỗi ơi lội đi. Nó có người lớn theo là tập với nước lội. Tập mà bơi đưa mở phao ra. Rồi chờ. Rồi lội gì đó gần đây nè. Hai tay bơi nè. Hai tay móc bơi mạnh đi nè. Hai tay móc cao lên. Hai giò thẳng ra đạp á chứ thòng nó lội gì được từ từ mình lội xa rồi ớ lội gần hết cái lội xa kìa mệt không ừ từ từ mệt không biết kia đi thôi không ơi ấy gì rồi sao biết lội mua đi xong mà con ấy nữa không bơi đi Trần đây bơi qua tới bển rồi Trần đây bơi qua tới bển rồi mệt quá trơn rồi chân mệt nó cho muối chân lội đây đây dài tập dài lội xa coi cho quen đi tập lội xa đi ừ tập lội xa mới đẳng luôn lội tới luôn
Rồi con gái mình lội cũng hơi nhường nhuyễn anh em ơi, có thằng trai lội chưa gành hung, không dám lội xa anh em ơi. Rồi mình ra đây mình quay mấy bé gần cho anh em xem nha. Nó tập nổi ở đây tình đừng có giỡn, ra nước sâu đừng có giỡn giỡn uống nước á. Ra nước sâu đừng có giỡn, giỡn uống nước à. Ra lội đi chứ tình, tập lội ra lội đi. Ừ thì bởi vậy cố gắng lội xa, lội gần gần hoài, gần mới đầu gần từ xa. Rồi tình lội đi, lội ra nó đi. Đang chân thúc em ra lộ cầu thang, cầu thang nó hồi lộ anh với bạn hồi lộ là đang cầu thang đẳng. Đổi tình lội lại cầu thang đó tình. Tình lại cầu thang đó tình. Vừa thả rồi bơi luôn. Hả? Thả thuyền bơi ngược luôn, bơi ngược luôn. Đi rồi mày. Đi lên. Bơi nữa chừng cái mệt cái thả thuyền gì đó. Đi lên. Đi rồi luôn mày. Đâu? Mấy chung đi. Nó xéo đắng rồi. Nó xéo đắng rồi. Ồ, hai bé lội giỏi thiệt chứ. Hai anh em cái gì? Hả? Chào. Hỏi tên. Nó xéo đằng này nè. Nó chân. Chân. Ô, tịnh nó đạp nó bơi hai tay bơi kỳ vậy. Bơi chó. Bơi ếch bơi, bơi chó. Ô, tại nó đi không bơi đâu. Ô.
tao thấy hết trơn, bệnh ăn gian. Ở đây bơi ngang quán cái đi, hai đứa. Rồi bơi hả thiện quá đi. Hai tay bơi, hai giò đạp. Hai giò đạp, hai tay bơi. Bơi đi ra Tịnh. Rồi phá thiền anh em ơi, thả thiền cũng hay anh em ơi, nào đuối quá cái đầu mình thả lỏng lên, cái mình ngước lên thả thiền mình nghỉ mệt. Rồi, tập cho bé thả thiền là cũng hay anh em. Rồi bây giờ tập qua mấy đứa ta tắm qua quận này mình ngưng video anh em ơi, rồi bé cũng lạnh rồi, bây giờ mình hai bé giờ cũng lạnh rồi, lội nãy giờ cũng lạnh rồi, cho hai đứa lên kiếm vàng gì vậy, giờ cũng chiều cũng đói bụng rồi, rồi mình có gì mình quay chia sẻ cho anh em xem tiếp nha. Các lại ơi, một hai ba vô cho kéo. Này bé cái tay này mà có này quá bự con này, mày mà chấp hai thằng sao mà các ơi, cố lên cố lên đó, chỉ là tự gọt qua để chỉ là gọt qua hai thằng đồng tuổi không? Không, nào bự nó lớn tuổi rồi, lớn vậy nè. Ôi, thua bự rồi. Mà chấp sao mà chấp hai tay sao mà. À, còn cây go ha, còn kênh là chưa, còn kênh là được phải không? Chưa chịu thua à? Xuống nổi đâu. Chưa thua à? Thua ai? Xuống chưa xuống mà, chưa xuống kia chưa? Chưa. Kéo nãy đằng nào thua trả tiền đúng phải không? Cái này nãy anh thua trả tiền phải không? Hồi nãy hai đứa gái nãy nè, của ai? Quay YouTube. Ở phường 5. Có ca đây bơi thường không? Có. Học lớp mấy rồi? À, học lớp 10. Này chơi chung lớp chơi cái gì? Không. Ở sớm hả? Không có hàng xóm luôn. Mới quen chứ. Biết lỗi chưa? Biết lỗi. Ra bơi cho vui phải không? Không, bao nhiêu đây nè, mà có một hộp đó ăn cho đủ. Bổ sung thêm ha. Quay mấy bạn hết trơn nha. Lên YouTube luôn đó. Bạn lên YouTube luôn đó, chào mừng mấy bạn ơi. Này bà bấm chữ đăng ký và bấm nhấn chuông là vô trang đầu luôn. Nó hiện lên hoài luôn á. Rồi mời vô. Mời còn nhiều. Bảo như bảo. Quá trời nhiều cái gì luôn ạ. Dạ, hấp dẫn quá anh em ơi. Có phục vụ qua ăn nhặt nữa. Hồi bơi thì có phục vụ đầy đủ ha. Mày nghe chưa luôn đi mày ơi. Mày cứu luôn đi. Cổ bài nha. Công si ha, công si phải không? Công si. Rồi mấy bé này công si nè em ơi. Công si gì? Để chơi mấy bạn. Rồi quá hấp dẫn. Bơi hồi đói rồi. Bơi hồi đói phải không?
À, vui quá. À, nhiêu ký rồi? Nhiêu ký rồi? Nhiêu ký? Nó dục rồi, vậy gắn tập thể dục lên nha. Gắn tập thể dục lên. Rồi mưa lớn quá à. Mưa hơi ổn quá, xin thông cảm nha. Ờ dạ có điện thoại mà các bạn đi rồi về các bạn ngoài sao nữa, ta không có rồi các bạn không nữa. Lấy Zalo không? Còn Zalo đây. Rồi, ơi, chào mấy em nha. Rồi, nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Rồi, mình bơi lội nãy giờ thì đói bụng rồi anh em ơi. Vô quán ăn vặt nè. Cũng nhiều món nha. Khô, lẩu rồi cũng có đầy đủ, nướng cũng có đầy đủ cho anh em ơi. Rồi, quán này cũng khá lý tưởng nè. Hôm nay chắc trời mưa quá, hơi vắng rồi anh em ơi. Rồi, nãy giờ mình cũng order vài món rồi, vài cái món bị cay với vài món thêm đồ ăn vặt thêm em ơi. Rồi cái này Manu à. Nướng xẹo. Rồi giá 30-60 rồi đầy đủ cho anh em ơi. 80, 119, 299. Này cũng đủ món cho anh em ơi. Giá bình dân mình cần thưởng thức được nhiều mà kêu được nhiều món ăn anh em ơi. Rồi mì, mì chả cá 40, mì cá hấp, cá chiên 25-30. Anh em ơi giá bình dân nha, giá mấy chục không anh em ơi. Rồi đợi lát món kêu ra thì mình quay chia sẻ cho anh em xem nha. Rồi nước uống cũng đầy đủ cho anh em ơi. 10.000 đến 20.000. Giá là cũng hợp lý nè, bình dân. Nước uống rồi sinh tố rồi trái cây dĩa rồi đủ cũng đủ chưa. Rồi từ 10.000 đến 30.000 anh em ơi, không giá không cao nha. Rồi, giá cũng bình dân. Rồi đợi lát cái món mình ăn rồi quay ra tiếp tục anh em ơi. Phanh mực chiên giòn ra trước anh em ơi. Giờ mình pha chế nước chấm cái mình dùng trước cái món này cái đi, giờ đói bụng rồi. Cái gì? Nó món kia ra sao mình quay tiếp tục cho anh em xem anh em ơi. Rồi, đây đi, ăn đi, đói rồi. À, cứ ăn này trước đi. Chân. Rồi, nó trong điều ra. Này là nước tương ớt với tương xay tương ớt không anh em ơi. Rồi, dùng này trước đi. Rồi, rồi anh em ơi. Có dưa leo với cải rồi phải ăn kèm anh em ơi. Ở nước tương ớt vô cho này hơi cay. Cay. Nước tương ớt vô. Gà miếng cải. Nó lòng trước đi. Chan lẫn lại nữa, ùn cái tay có chịu không? Cái nhiều quá. Không? Một canh là chiên ăn cũng tạm được anh em ơi. Rồi, đem món ra nó rồi. Ngọt này mì cay anh em ơi. Đó nè. Rồi mình chưa ba phần mì cay nha. Rồi. Bây giờ ăn mì cay trước đi.
Cắp lên, cắp lên, ngay giữa là kéo. Ăn hết đó đi. Để ngay giữa này là tình. Rồi để anh Thành vô đây giùm luôn đi. Dạ. Rồi để anh Thành vô đây giùm. Rồi, nước uống nè. Anh đứt dây kia đây. Có thằng có đó uống gì? Không còn. Ly ly gì? Dạ. Cái này. Cái này ly gì? Ly gì không cha? Mắt cha. Mắt cha hả? Cha sữa. Cái có tên? Cacao. Cacao. Nãy có cha ly gì qua này? Sinh tố Việt Quốc. Sinh tố Việt Quốc. Chụp đi. Mình uống thử cái này cái sinh tố Việt Quốc anh em ơi, mình chưa uống nữa, mình thử anh em ơi. Này có vị trái cây hay gì không? Mình không biết anh em ơi, này công thức đã làm mình không biết rồi. Này béo béo hơn ngậy. Ôi trời, mày cài trước đi cho nghe. Rồi. Mày cài là thập cẩm nè mày. Có tôm. Chả. Không có mực hả? Không có hải sản mà không có mực chứ. Tôm không mực. Rồi có miếng mực nè. Độ mấy đây, nãy kêu độ mấy đây? 0,5 độ. Rồi, độ 0,5 luôn đây. Rồi dùng đi. Rồi có nấm kim chi nè ha. Rồi mời anh em ăn bị cay nha. Rồi, thử miếng nước này. Cái độ cay này cũng vừa. Mình không ăn cay được anh em ơi. Độ cay cũng nhẹ, 0,5 là nhà thấp nhất rồi hả? Chân. Dạ, Tình ăn cái đậu cay vừa không chứ Tình? Cái Tình, cái đậu cay vừa không? Cay con vừa không? Cay. Cay nhẹ hả? Vậy được rồi, cay quá rồi, không quen rồi, ăn cái đó vừa. Bớm chân muôn cấp mấy người cấp 2 rồi. Cấp 2 nữa, còn cay nữa hả? Độ cao một chút nữa hả? Không cay được không? Mũi ngực cắm à, cắm anh Thành không? Rồi em gái kênh Trung Tình, Trung Tình TV em gái ơi, rồi cảm ơn nghe kênh Trung Tình TV. Cắm anh Thành là Tình, cái này ở nãy Thành là nó ngon, ăn cay cái độ nhẹ anh em ơi, nhẹ vừa ăn. Này đậu cay thấp nhất luôn. Bỏ thêm không? Thêm gì? Ừ. Thôi được rồi. Béo. Thấy cái gì mà không biết kia đâu rồi. Mai đâu? Bò này à, dớ bò nướng nè, bên lát là nướng ăn sao anh em ơi. Chuẩn bị cay trước thôi anh em ơi. Thử ăn tôm mà coi ăn ngon hả? Ngọt hả? Tôm mà thịt ngọt chắc anh em ơi. Tôm còn tươi. Ngon thịt chắc. Tôm mà cho tôm thẻ chim trắng. Nước dùng cũng vừa ăn anh em ơi. Mưa lạnh lạnh nè. Ăn mì cay là hợp lý anh em ơi. Giờ là mưa.
là con đi ướt nhẹp chừng tắm rồi lại quán ăn ướt nhẹp mưa lai gai lai gai thấy không chấm này nè tinh có tương này hả này à. Mưa này hơi vắng quán chắc khách ba còn ba quán rồi luôn à chấm nước chanh tôm chấm nước chanh ngon này rồi nhảy thêm một độ rồi thôi em tạm gần lát ra cái thêm cái bò nướng này mình làm nướng lên rồi quay tiếp cho anh em xem đây. Nướng còn chơi nguyên cái len này mày nóng rồi mình để mai lên thấy không đúng vậy nó mai luôn cái năng mì mình để cái cho nướng chín cái mình ăn tiếp cho giờ nó kịp thời gian này mà nào quá lửa còn gấp thể để thật lên nha chưa mà chín rồi quá thơm nè cái lên nước kia rồi con cái bắp này nè quá thơm thơm bơ có đậu bắp nữa ăn chín luôn cái gì hai giờ chín tới ăn đó nè chín luôn chín luôn ha còn một chiếc rồi ăn về tắt luôn nó không vô yếu quá tắt rồi màu lửa giùm cái ơi nó yếu quá nó tắt rồi
cái này ai thích ăn gì chín tới thì làm gì tiếp tới nữa. Cái này mình đợi hai bé nó đòi ăn chín để hơi lâu chút nè mà. Bắt rồi. Rồi, bò chín rồi cắt cho anh em ơi. Bò nướng phô mai nha. Có để này ghim luôn đi. Với lại này. Chân lẹ vô đây. Thử miếng này, mình chấm cái chấm gì nè miếng đó. Chấm này quá. Mình thử cái chấm này trước rồi. Bây giờ vừa có vậy không? À, mà anh em ơi. À, những bò nước cũng ăn nha. Này cũng hơi dai, hơi dai. Vừa ăn. Mà béo. Thử miếng đậu bắp à. Này chấm ớt xanh nó vậy này mà. Này chín chưa? Ừ. Nè, đậu bắp nướng à. Đậu bắp nướng à. Chấm ớt xanh. Mà cá luôn. Chấm xanh đúng rồi. Có cần chi nữa nè. Nhớ xanh á. Nhớ xanh. Hả? Ngồi. Nhớ xanh nè. Không chấm được không? Vừa ăn không? Béo ăn ngậy không? Bơ ngậy. Ừ, nhớ không? Chắc. Ai đưa con cá nữa. Thôi thì mình làm miếng nữa anh em ơi, rồi mình kết thúc video. Uống mẹ này đi. Cho này cho nó cái độ ngậy béo cái bơ. Mà nghe nè. Còn khách đó là mình làm bếp kết thúc video. Xem nó có gì quý vị hay thì nó chia sẻ và nhấn chuông để thông báo cho cả nhà xem cho mình có động lực ra video mới hay chào ngày hay gặp lại video sau. Đây là mình đi ăn giặt ở đường Nguyễn Công Trứ nè em ơi, nãy giờ đi mới đến đi bơi lạnh rồi giờ đi vô quán ăn, nãy giờ mình ăn rồi xong rồi mình chuẩn bị về anh em ơi. Thì quán tên hiệu là Góc Ăn Vặt, đường Nguyễn Công Trứ, nay là thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nha.